Thưa quý vị, như tin chúng tôi đã đưa sáng nay, ở các quận huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã tổ chức tiêm vaccine mũi 2 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi. Với quyết tâm, nỗ lực cao cùng sự tham gia hưởng ứng của người dân trong thời gian qua, đã góp phần gia tăng tỷ lệ tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 của tổng dân số trên địa bàn thành phố lên trên 70%. Đợt này, thành phố Cần Thơ phân bổ 117.000 liều vaccine Pfizer cho các quận huyện để tiêm mũi 2 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi. Qua ghi nhận tại các điểm tiêm, hầu hết các em đều phấn khởi và an tâm khi được tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19. Vì đây không chỉ là yếu tố giúp nâng cao khả năng phòng ngừa dịch bệnh, mà còn là điều kiện để các em có thể trở lại trường trong thời gian sớm nhất. Hôm nay được tiêm mũi 2 thì con cảm thấy rất là vui bởi vì giúp con có sức đề kháng tốt hơn. Sau khi mà mình tiêm 2 mũi thì con nghĩ là mình sẽ được trở lại trường học và thi cử bình thường đó chứ. Mỗi khung giờ có khoảng 200 học sinh tham gia tiêm. Và khi các em học sinh đến cái điểm tiêm thì có sự quản lý của giáo viên chủ nhiệm cũng như đoàn thanh niên nhà trường để tập trung và điểm danh các em, đồng thời là hỗ trợ hướng dẫn các em di chuyển trong quá trình tiêm ngừa để đảm bảo giãn cách trong suốt quá trình tiêm ngừa. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Cần Thơ, tính đến chiều ngày 13 tháng 12, thành phố đã có 887.000 người được tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19, đạt 70,4%. Trong đó tỷ lệ người trên 18 tuổi tiêm đủ 2 mũi đạt 92,43%. Riêng người trên 50 tuổi tiêm đủ 2 mũi đạt trên 80%. Mặc dù thời gian qua, tỷ lệ bao phủ vaccine trong cộng đồng không ngừng được tăng lên. Tuy nhiên, theo ghi nhận của ngành chuyên môn, vẫn còn một bộ phận người lớn tuổi, người có bệnh nền, chưa hiểu hết tầm quan trọng của việc tiêm vaccine, nên còn tâm lý e dè khi tiêm chủng. Đối với cái loại bệnh dịch nguy hiểm thì vaccine là một cái lợi thế, ưu thế cao nhất mà hiện nay cũng như là y học thế giới đã chứng minh từ lâu. Để chúng ta có một cái chống chọi hiệu quả nhất thì đối với bệnh dịch nguy hiểm này thì chúng ta phải có cái vaccine. Thì mong rằng các cái người lớn tuổi cũng như người già sẽ nắm bắt được cái điểm lợi thế này để đảm bảo là mình có những cái trợ giúp về sức khỏe để chống chọi lại cái bệnh tật nếu chúng ta mắc phải. Để tăng độ bao phủ vaccine trong toàn dân, ngành chức năng thành phố đề nghị các quận huyện đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng cho các đối tượng đúng theo quy định. Trong đó ưu tiên người trên 50 tuổi, rà soát hoàn tất tiêm mũi 2 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi. Đồng thời chủ động rà soát số lượng người dân sinh sống, học tập, công tác trên địa bàn thành phố chưa được tiêm chủng. Tăng cường nhập liệu tiêm chủng đầy đủ và chính xác. Đặc biệt ưu tiên thông tin dữ liệu tiêm chủng đối với người từ 50 tuổi trở lên.